Dạ. Yeah.
quán trà đỏ thức uống có da đồ ăn hơi thiêu hết cả số dụng. Đây là câu hỏi dành cho bạn Bùng Nhân. Bạn Bùng Nhân lắng nghe nha. Cây có những bộ phận nào? Cây có những lợi ích gì? Dễ thương con. Cây có ba bộ phận: rễ cây, thân cây, lá cây. Cây che bóng mát, cho không khí trong lành, cho hương thẳng hương thêm cơ đẹp, cho hoa thơm cây ngọt. Bảo nè, nếu có người lạ cho quà cho con, rủ con đi chơi, con sẽ làm gì? Vườn sao? Con sẽ không nhận quà người lạ, con đi theo người lạ, vì mình không thể tin tưởng người lạ, có thể người lạ sẽ hại mình. Bây giờ con hỏi thằng Anh Thi nha. Con phải kể tên các nguồn nước, làm thế nào để bảo vệ nguồn nước? Tuần có mấy ngày, con hãy kể tên các ngày trong tuần. Con được nghỉ học vào ngày nào và ngày nghỉ con làm gì bố giúp cha mẹ. Con ghi rõ nha. Rồi, lớp 2 đã ngủ vào phần thi của mình. Các con chào các cô nha. Rồi,